Jose Mourinho cho rằng việc biết về án phạt trừ 10 điểm của Juventus khi Serie A chỉ còn 2 vòng là trò đùa và thông cảm với đồng nghiệp Marc Allegri. Mourinho nói, cách tiếp cận các trận đấu vừa qua của chúng tôi sẽ khác nếu phán quyết này được công bố sớm hơn. Tôi rất tiếc cho Allegri và các cầu thủ Juventus. Khi được hỏi liệu có cảm thấy mùa giải bị bóp méo hay không, Mourinho đáp, đối với tôi thì có, nhưng tôi không còn muốn nói về điều này nữa. Tôi tiếc cho những người chuyên nghiệp làm việc như tôi, vì họ phải trả giá cho những lỗi lầm mà các giám đốc và có thể cả câu lạc bộ đã mắc phải. Trước trận hòa Salernitana, giám đốc thể thao của Roma Thiago Pinto cho rằng mục tiêu của Roma là giành vé dự Champions League mùa tới. Phát biểu này khiến Mourinho tức giận, nói thế nào là việc riêng của ông ấy. Chúng tôi là bạn tốt và có thể có ý kiến khác nhau, ông nói. Roma có thể viết nên lịch sử và muốn tiếp tục làm điều đó, nhưng dự Champions League khi chỉ chi chưa tới 10 triệu đô la Mỹ để mua sắm cầu thủ thì còn hơn cả lịch sử, hơn cả một phép màu. Điều đó giống như Chúa Giêsu đến Rome và đi dạo quanh Vatican.